Niềm vui, nỗi buồn, nỗi sợ hãi, nỗi đau, đây chỉ là một phần nhỏ của những cảm xúc mà thôi, mà đồ ăn phải trải qua. Vâng vâng, bạn nghe đúng rồi, đồ ăn cũng biết lo lắng đấy. Hãy xem video mới của Minchido nhé. Tuyệt vời, tôi đã có bỏng ngô. Đây là một phần bổ sung tốt nhất cho bộ phim. Nếu cậu thích tớ nhiều đến vậy, thì chúng ta không nên bỏ nhau bây giờ cả. Thật là xui xẻo, hạt ngô này bị mắc vào răng, không thể lấy nó ra được. À, để mình thử uống coca. Bạo nước. Mình đã không ngờ. Ôi, may quá chú được rồi. Không bỏ được mình dễ dàng như vậy đâu. Chiếc bánh burger ngon tuyệt vời. Bây giờ là lúc nhai kẹo cao su rồi. Tớ sẽ ăn hết cả cái gói này. Đã đến giờ vệ sinh và đánh răng. Mùi gì vậy? Đây cần dụng cụ nghiêm túc hơn. Bàn chải đánh răng này là rất vừa. Chà, tốt hơn rất nhiều rồi đấy. Wow, chiếc bánh pizza khổng lồ. Mùi này làm tớ phát điên mất. Cần thử càng sớm càng tốt. Sao tự nhiên tối thế? Ai tắt đèn vậy? Tớ đang trong miệng của ai phải không? Ôi không, có vẻ như pizza cay quá. Này, có ai ở đây không? Đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta tiếp tục thôi. Hãy áp dụng kiến thức hóa học của chúng ta. Đầu tiên, tớ cần chai coca thật lớn. Ồ, sủi bọt rất nhiều. Tớ rất thích bong bóng. Tớ e rằng như này không đủ, muốn tạo ra một vụ nổ thực sự. Tớ đã nhìn thấy mục tiêu, có nghĩa rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Đổ nó vào. Bum. Tại sao cậu làm tớ giật mình? Được rồi, hãy đợi đấy. Có lẽ chúng ta không nên làm vậy. Muộn rồi. Đã thành công. Thật là tuyệt. Dừng lại. Tớ muốn vụ nổ to hơn. Tớ thèm một cái gì đó bất thường. Ví dụ như kẹo chua. Dịch vụ thải độc tại chỗ. Cần điều trị khu vực axit. Wow, điều này tuyệt vời hơn tớ nghĩ. Chua ngoa. Đủ rồi. Sự cố gắng bất công. Sự lựa chọn khó khăn hôm nay là gì? Bánh rán hay bông cải xanh? Bông cải xanh hay bánh rán? Có gì phải suy nghĩ, lựa chọn là rất hiển nhiên. Tớ không quyết định được. Thế thì lấy bông cải xanh đi, tớ sẽ giảm cân rất nhanh. Còn tớ sẽ làm bạn thực sự hạnh phúc. Tớ không biết phải làm gì. Có lẽ sẽ lấy bông cải xanh và vứt nó đi. Donut, tớ đến với bạn đây. Không hiểu tại sao cứ phải nghĩ lâu như vậy. Ôi, cây kẹo mút dễ thương. Ô vâng, mình là một hoa hậu, rất khó để tranh cãi được điều đó. Thiếu một thứ gì đó. À, kẹo nổ. Tớ đã sẵn sàng. Nín thở. Và lặn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây. Ồ, thế này ngon hơn rất nhiều. Tớ đã làm công việc rất tốt. Kem và phim truyền hình, sự kết hợp hoàn hảo. Tớ cũng thích các chương trình truyền hình, nó rất vui. Sao tự nhiên tớ buồn ngủ quá. Này, làm ơn để tớ vào tủ lạnh được không? Nóng không thể chịu nổi nữa rồi. Thôi, thế là xong. Tớ sẽ cho bạn biết tay. Ôi không, kem bị chảy ra người tớ rồi. Ôi. Thôi được rồi, nhưng bây giờ mình có thể uống như một ly cốc tay. Bỏ cái ống hút của bạn ra ngay bây giờ. Quá ngon, quá tuyệt vời. Tớ cần M&M màu vàng và màu đỏ. Có vẻ như hết rồi. Thử thôi. Ê, mọi người nhảy đi nào. Nhiệt tình lên nào. Các bạn trai, chúng tớ đây. Cuộc xâm lược M&M bắt đầu. Ôi không, bạn ấy đã ăn chúng. Chạy thôi. Kẹo của tớ chạy mất rồi. Dừng lại, bạn không thể thoát khỏi tay tớ được đâu. Ngon lắm. Trong khi không có ai, mình có thể ăn KitKat yêu thích của mình. Hãy bắt đầu một nhiệm vụ bí mật thôi. Không có ai, tiếp tục nào. Cuối cùng mình cũng sẽ được ăn nó. Ồ, Jack, xin chào. Ôi, may quá. May quá bạn ấy không nhìn, không thì chắc chắn phải chia sẻ với bạn ấy. Nhưng mình sẽ ăn tất cả một mình. Lần tới khi bạn ăn trưa hoặc ăn nhẹ, hãy nhớ rằng thức ăn cũng có cảm xúc. Hãy tôn trọng chúng và đừng làm tổn thương họ. Chúng tớ chắc chắn rằng chúng sẽ làm hài lòng bạn với hương vị tuyệt vời. Chà, những cuộc trò chuyện này làm ầm ầm trong bụng tớ. Team Munchido đi ăn đây. Chúc bạn ngon miệng nhé. Tạm biệt.